Rốt cuộc Mỹ có tấn công vào Syria hay không? Thưa quý vị và các bạn, với việc tổ chức điều động lực lượng của Mỹ và đồng minh vừa qua mà truyền thông phương Tây đã tung tin rằng lần tấn công này sẽ có quy mô, cường độ rất lớn không giống như lần trước chỉ có 59 quả Tomahawk là có cơ sở. Tại sao cuộc tấn công này lại xảy ra? Do nước cuối cùng chính là lá cờ của Cộng hòa Ả Rập Syria đang tung bay phần vật tại Đông Ghouta báo hiệu bắt đầu sự kết thúc của cái gọi là lực lượng đối lập ôn hòa mà Mỹ, phương Tây dày công xây dựng để lật đổ Assad. Còn Assad là thú vật, khi đã ra lệnh cho SAA sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Gota, giết hại hơn 70 người, Assad thú vật phải trả giá, Nga phải trả giá, như Mỹ đau đớn, phẫn nộ, buộc tội thì hãy quên đi, đó chỉ là trò chơi cho các bà nội trợ. Hàng ngàn quả tên lửa kiểu mới, thông minh, từ tàu chiến, từ không quân ở địa trung hải, ở các căn cứ quân sự NATO, nếu được ấn nút bay đến Syria thì Syria sẽ hoang tàn, chính quyền Assad tan nát, sụp đổ và không khó để tưởng tượng, bởi đã có một sản phẩm Libya cùng loại trước mắt. Nhưng nếu có điều gì đó ngăn cản Mỹ, Anh, Pháp thực hiện Libya 2.0, buộc họ phải suy nghĩ hai lần thì điều đó là Nga sẽ đáp trả ra sao. May mắn cho Syria và đáng tiếc cho Mỹ, Anh, Pháp là sự hiện diện của Nga tại đây buộc Mỹ, phương Tây liên hệ đến những hành động quyết đoán, lạnh lùng của Nga, Putin trong những lần xung đột địa chính trị và xung đột trong các sự cố quân sự trước khi tấn công. Sự kiện một là Georgia năm 2008, Tổng thống Georgia phải nhai cả vạt và nếu không có Tổng thống Pháp là Sarkozy thì 5 tiếng sau, xe tăng Nga sẽ có mặt tại Tbilisi. Ngay và luôn sau đó, Nga công nhận độc lập của Abkhazia và Nam Ossetia vốn thuộc hai vùng ly khai với Georgia. Sự kiện thứ hai, Ukraine năm 2013. Ở ngay sát biên giới, chính quyền từ Maidan, Ukraine lại bài Nga. Chống Nga điên cuồng, muốn dâng Crimea Sevastopol cho NATO, hất là hạm đội biển đen của Nga lên cạn. Khi giới cầm quyền Ukraine và Mỹ, NATO đang nâng đi say men chiến thắng, thì những người lịch sự Nga đã chiếm chọn Crimea Sevastopol. Và cũng ngay luôn sau đó, Nga xâm nhập Crimea, và lãnh thổ Liên bang Nga. Từ hai sự kiện xung đột địa chính trị trên, chắc chắn giới tinh hoa quân sự, chính trị Mỹ, phương Tây đã hiểu được cảm giác an ninh của Nga, nói cách khác phải thấy biết được đường đỏ về an ninh của người Nga là đâu, như thế nào để hành động. Putin đã nói: "Khi thế giới đã không cần Nga thì Nga cũng không cần sự tồn tại của thế giới này. Hy vọng không chỉ Mỹ, phương Tây mà tất cả mọi người trên thế giới muốn hủy diệt nước Nga, người Nga thì hãy nghe ngay bây giờ." Điều này đây là tâm sự của một quốc gia muốn hòa bình, độc lập, tự chủ, bị các thế lực xấu xa bao vây cô lập trừng phạt, nhưng lại có thừa năng lực để hủy diệt thế giới đang tồn tại. Tiếp theo là hành xử của Nga trong xung đột ở các sự cố quân sự mà biểu hiện cụ thể tại Syria. Bất kỳ một sự cố quân sự nào mà Mỹ, phương Tây, vô tình hay cố tình đều được Nga đáp trả một cách quyết liệt, có tính chất phi đối xứng, nghĩa là ngay và luôn với quy mô, cường độ cao hơn, gây hậu quả lớn hơn. Như vậy, trên đây là hai đầu vào rất quan trọng, không thể thiếu trong sự tính toán của Mỹ, Anh, Pháp trước khi mở cuộc tấn công vào Syria. Mỹ, Anh, Pháp sẽ được gì và Nga sẽ còn gì khi chỉ sử dụng hỏa lực mồm, không dám hành động, ngồi nhìn Syria tan tát như Libya. Khi đó, Mỹ, Anh, Pháp đã và vẫn là ông chủ Trung Đông. Tất cả, kể cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Còn Nga, về quân sự, Nga không thể bảo vệ nổi hai căn cứ không quân và hải quân trong một môi trường hỗn loạn như vậy. Và thực tế, tồn tại hai căn cứ này làm gì khi không bảo vệ được chiến thắng Syria đến phút chót? Về kinh tế, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hủy đường ống khí đốt với Nga thay vì đó là một hệ thống đường ống khí đốt từ Qatar đi qua Syria đến châu Âu. Về chính trị, nếu như trước đây, một số quốc gia còn tin tưởng sức mạnh quân sự Nga, đứng về Nga thì nay là con số 0%. Nga bị cô lập hoàn toàn trước áp lực của Mỹ và ngay cả Trung Quốc cũng phải im lặng. Trừng phạt Nga sẽ toàn diện hơn, các quốc gia tham gia trừng phạt sẽ đông hơn. Nước Nga không thể tồn tại trong một thế giới như vậy, hoặc là loạn, tan rã, hoặc là sẽ quyết định như Putin đã tuyên bố. Đã vậy sao Putin không quyết liệt ngay từ giờ đi? Kết luận là chắc chắn giới quân sự, chính trị, tinh hoa Mỹ, Anh, Pháp đã thấy và biết được vạch đỏ an ninh Nga tại Syria. Và như đã nói trên, nếu ai đó vượt đường đỏ là Nga thời Putin xử lý ngay và luôn, quyết liệt bằng tất cả sức mạnh vốn có. Putin khác Trump, trên đầu Putin chỉ có dân tộc Nga và lợi ích quốc gia Nga. Nhưng trên đầu Trump lại có cái gọi là Deep State và 1% dân Mỹ tại phố Wall. Vì vậy, Trump có thể ra lệnh tấn công hoặc bãi bỏ tùy thích vì không trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh nước Mỹ. Nhưng với Putin là an ninh nước Nga nên chỉ có một mệnh lệnh đáp trả ngay và luôn. Ở đây tôi không nói về ý chính chính trị mà nói về ý chí quân sự, tức sự sẵn sàng dùng vũ lực của Nga như nào khi đường đỏ an ninh Nga có nguy cơ bị vượt qua. Trước hết mà nói, khi đã rơi vào tình thế đối đầu địa chính trị với Mỹ, phương Tây thì Nga xác định chiến tranh với Mỹ, NATO có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bắt đầu từ các sự cố quân sự trên chiến trường Ukraine và đặc biệt là tại Syria với đủ các quốc gia NATO trên đó. Bước chuẩn bị sẵn sàng quan trọng nhất, đầu tiên Khiến Nga có thể yên tâm đó là thứ nhất là khả năng trả đũa đòn tấn công hạt nhân của Mỹ. Nga đã hiện đại hóa và khẳng định hệ thống đánh chặn của Mỹ là vô dụng. Thứ hai, Nga đã tập dượt cho hơn 40 triệu dân chúng di chuyển đến trú ẩn trong các hầm ngầm khi có chiến tranh hạt nhân xảy ra, trong khi Mỹ chỉ có 5 đến 10 khuyến cáo cho dân chúng khi chiến tranh hạt nhân xảy ra. Sự khác biệt này là chứng tỏ bản chất của chế độ rõ nét nhất của Liên Xô và Mỹ. Hầm ngầm trú ẩn chỉ dành cho các người giàu có ở Mỹ và những đầu sỏ chính trị Mỹ mà không dành cho dân chúng, nhưng Liên Xô thì khác. Và ngày nay, Nga Putin tiếp tục xây dựng củng cố những hầm ngầm này. Bước chuẩn bị tiếp theo, quyết định là báo động, chuyển trạng thái chiến đấu từ thường xuyên lên toàn bộ trong toàn quân. Tôi không đề cập đến sự chuẩn bị lực lượng của Nga tại Syria vì đó có phạm vi nhỏ. Điều này có nghĩa là toàn bộ sở chỉ huy trong thời bình lập tức di chuyển đến vị trí chỉ huy mới được chuẩn bị trước cho chiến tranh. Các đơn vị Tàu thuyền phương tiện chiến tranh đến vị trí đợi cơ xuất phát tấn công, tình huống chiến tranh đã xảy ra. Vừa rồi sau vụ vũ khí hóa học tại đông Guta, trong tuyên bố sẽ có quyết định nhanh sau 24 đến 48 giờ thì Nga lập tức báo động chuyển trạng thái. Điều cực kỳ lưu ý là quân đội Nga không phải báo động diễn tập mà là báo động thực vì chiến tranh đe dọa. Ngoài ra không chỉ quân đội, Putin còn ra lệnh cho một số cơ quan chính phủ tại Moscow sơ tán đến vị trí bí mật được chỉ định khi chiến tranh xảy ra. Sự chuẩn bị sẵn sàng đi vào hoạt động thời chiến trên toàn quốc như thế, nói lên điều gì? Đó là Nga sẵn sàng chấp nhận một cuộc chiến tranh mở rộng với Mỹ, NATO ngay tại châu Âu và qua đó chứng tỏ Nga sẽ quyết liệt tại mặt trận Syria một cách thẳng tay nếu Mỹ, Anh, Pháp đe dọa đến đường đỏ an ninh Nga, tức có âm mưu hủy diệt Syria như Libya. Logic của chiến thuật quân sự là ở chỗ đó và Mỹ, Anh, Pháp tìm cách nào mà không vượt qua đường đỏ an ninh Nga. Để các bên có thể chấp nhận là vấn đề khó mà chỉ có thể thông qua đàm phán, hoặc là các vị cứ phóng hàng ngàn quả tên lửa Tomahawk vào sa mạc hay căn cứ bỏ không của Syria, hoặc là chiến tranh thế giới lần cuối cùng sẽ bắt đầu. May mắn thay, Mỹ, Anh, Pháp có nhiều lựa chọn, nhưng lựa chọn bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới lần cuối cùng là lựa chọn ngu dốt nhất. Người Nga đã đánh bài ngửa, Putin chỉ nói một lần, không nói nhiều.